Những ngày cuối xuân, bên cạnh hoa sưa trắng muốt, hoa bưởi nồng nàn, còn có một loài hoa bình dị khiêm nhường khác, với từng chùm hoa tím bồng bềnh như mây. Đó chính là hoa xoan. Ngang qua bất cứ miền quê nào của đồng bằng Bắc Bộ mỗi độ tháng 3, bạn đều bắt gặp những hàng xoan nở đầy hoa tím, gợi bình yên, đủ làm nên những nỗi nhớ nhung cho mỗi người con xa quê mong ước tìm về. Hoa xoan, còn gọi là hoa sầu đông, được coi là loài hoa giản dị, đặc trưng nơi những miền quê mỗi độ tháng 3 về đến. Hoa xoan mọc thành từng chùm, mỗi bông hoa có 5 cánh màu trắng nhỏ li ti, bao quanh những chiếc nhụy dài xen lẫn sắc tím nhạt hoặc tím hoa cà. Khi hoa nở, tỏa mùi hương nồng say mà dịu nhẹ. Sở dĩ hoa xoan gần gũi được nhiều người dân quê yêu thích bởi sức sống bền bỉ của hoa. Những cành cây trơ trụi suốt mùa đông, chất chiêu ủ mầm, đợi nắng xuân về bật lên những chồi xanh và từng chùm hoa tím tím. Hoa gắn bó với tuổi thơ của nhiều người, với những trò ngắt hoa làm vòng đội đầu, chơi trò cô dâu chú rể. Cuối mùa hoa, thích nhất là khi có cơn gió mạnh thoảng qua, những chùm hoa thả mình rơi xuống như một cơn mưa màu tím dợp đầy ngõ quê. Khi xoan ra quả, trẻ con đừng hái dùng làm đạn trong trò chơi thổi súng bằng ống tre tự tạo. Tiếng cười đùa trong trẻo ngập trời tháng 3. Không lộng lẫy như nhiều loài hoa khác, nhưng hoa xoan lại làm rung động biết bao trái tim thi nhân. Trong tiết trời cuối xuân, tâm hồn Nguyễn Trãi từng sao động. Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn, đầy sân mưa bụi nở hoa xoan. Nhà thơ Xuân Quỳnh thì sao xuyến, tháng ba về xuân dần hơn một nửa. Ngõ nhà mình tím tím những nhành xoan, cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa. Gió đu cành hoa tím rụng đầy sân. Đặc biệt những vần thơ của Nguyễn Bính đã đưa hoa xoan đi vào đời sống người Việt Nam một cách tự nhiên, như nét quê hồn hậu. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. Tất cả những dung cảm ấy của các thi sĩ đã làm lan tỏa hình ảnh sức sống của hoa xoan trong tiềm thức của nhiều người, tạo thành những khoảng ký ức đẹp và bình yên. Đi giữa trời Hà Nội trong tiết trời tháng 3, nếu bình tâm quan sát trên những tuyến đường nội đô như Tố Hữu, Khuất Duy Tiến hay ở các vùng ngoại thành, ta vẫn có thể bắt gặp được những vòm hoa xoan nở rộ. Những chùm hoa tím tím bồng bềnh như mây, dễ khiến hồn người bâng khuâng nhiều rung cảm, thế lòng dịu lại bình yên giữa nhịp phố phường huyên náo. Lương Đình Khoa.